Ồ, nay mua bò nuôi hả? Mua được bò nuôi hai con hả? Vậy hả? Ồ, đã quá ta. Đây, trời ơi, anh nuôi được ba con bò rồi, ngon lành vậy ta. Hết ý luôn. Đâu có lùm dưa chai được đâu, không có ai ăn uống đâu có chai. À. Ăn này khổ luôn. Hello, xin chào quý vị khán giả. Bữa nay đi vô chung vô hang cua ăn ngốc. À, hang cua ăn cốc để đi nhiều chuyện nữa đây. Ở trời chứ Tấm Sang, xin chào quý vị khán giả. Giờ Tấm Sang đi được đường đây, đi vô chỗ nhà chị Danh, đi về vô ghé thăm nhà chị Danh với hai bà cháu của chị Danh với con trai chị Danh cũng bị mớp cái đầu á. Đây là núi, cái đường gầy xe lửa. Người ta nói là gần núi bao la, chập chờn khó đi. Đôi ta cùng cùng vượt qua bao gian khó âm thầm. Thôi ông, nay tranh thủ về còn một hoàn hai hoàn cảnh nữa, về chắc không kịp vô quá. Ờ, mấy rễ cây này ngon quá. Khô không. Rồi. Ờ, chị Danh đang làm gì đó? Đang chạy củi hả? Ồ, nay mua bò nuôi hả? Mua được bò nuôi hai con hả? Vậy hả? Ồ, đã quá ta. Đây, trời ơi, anh nuôi được ba con bò rồi, ngon lành vậy ta. Hết ý luôn, quá trời đã luôn nè. Thôi quy y nha con ha. Rồi thôi, quy y về với Phật nha con nha, rất là giỏi. Giờ có thêm phương tiện mới nữa con Sang. Hôm bữa cởi trâu, hôm nay cởi bò. Nay vô quy y nha con ha. Rồi. Cậu dài cậu Sang thơm gì cậu Sang? Tao đâu có đạp đâu mày. Thằng mắc dịch. Trời ơi. Không có rồi nha. Con rồi, con bị rồi. Ừ. Nuôi được ba con hả? Có hai con đây, còn con kia của người ta. Con bự của người ta hả? Hai con nhỏ này hả? 26.500. Mà là hai con luôn hả? 4 triệu tiền rôm. Ừ. Cho ăn á. Rồi. Ồ, cũng ngon lành quá ta. Ráng chờ, ráng cố gắng. Ráng cố gắng hả? Cái chiến dịch vừa rồi được 2 tháng này là khổ luôn á. 2 tháng này khổ luôn hả? Không, đâu có lùm dưa chai được đâu, không có ai ăn uống đâu có chai. À. 2 tháng này khổ luôn. Rồi, thôi ráng cố gắng. Anh nuôi chừng này ba mấy tháng là để mình nuôi để đẻ hay sao? Nuôi để đẻ. Để mua con cái nè, bắt đầu để cho nó quen chuồng hết là thả ra. À, đây con cái hả? Con kia con đực á hả? Nữa mình lấy bò lấy sữa hay sao? Không, bò này không có sữa, bò này chỉ nuôi ra kiếm cơm thôi à. À. Thôi gắn quy y đi con. Anh nhét kìa. Chị này con gái đẹp gái ghê á. Anh chỉ dòm kìa. Ở quy y nhà Phật đó nha con nha. Nha. Ờ à, nó nghe kìa. Nó nghe nó nghiêng qua nghiêng lại kìa. Đây là đây. Là đây Tấm Sang nè con. Anh chị anh còn hơi nhét. Ừ. Ờ đã ghê á. Đi hỏi vụ Phan Diễn không được rồi. Không được đâu, ở đây đá bàn dữ lắm. Ừ, đá bàn tao nói khoan không nổi. Ở đây mà khoan được là người ta có tiền, ta khoan nó sai rồi. Ờ. Ờ, đá đâu rồi? Đá mới đi học về, chạy qua đâu bên nhà là sao? Đá đi học về hả? Đi về, đi về, đi về, đi về.
Rồi từ ngày mà đăng clip lên mẹ nó tìm về không? Không, không tìm luôn hả? Ồ thôi giỏi quy y nha con nha. Ồ ôi mẹ là con gái luôn hả? Trai hả? Trai đó. Ồ mẹ đàn trai này chừng bao lâu nữa mới lớn ra? Mình ráng mình nuôi nó chứ nó cũng cả một năm lận. Có một năm lận hả? Ừ. Mẹ chạy rồi. Anh thấy đông á. Thấy đông chạy. Mà cỡ. Ừ. Thôi chị ăn cơm gì chưa? Chưa, má đi làm từ đây đi đường đi chai và má đổ ra đây. Nấu đi. Đi chặt củi hả? Củi này nãy giờ nhúm lửa. À. Trời đất ơi, đau nguyên cái lỗ chi bự dữ vậy? Nút than để nấu á. À. Mình chặt cái này mình làm mờ. À. Cái hả? Củi đây hả? Lụm vậy hả? Quá trời vậy. Củi này của con tàn tài gõ lắm. Ồ vậy hả? Cây này vậy là coi là đốt làm than luôn mà ngon nè. Cái đó ta bán cho. Ta bán hả? Bán ký hả? Lụm gì bán ký. Rồi khỏe không con? Giỏi. Rồi mở đèn lên. Con đi học vậy hả Đa? Dạ. Ừ. Rồi. Thôi ngồi ngoài này đi cho mát, ngồi ngoài này đi. Ra đi, ra đây mấy bà cháu ngồi ngoài cho nó vui. Rồi, qua đây nè con. Hận hận vô đây, chủng lùm mấy cái ghế vô đây hận. Ghế, vô đây ghế nè, đa, vô lùm mấy cái ghế nè. Trời ơi, mừng quá, nuôi được mấy con bò mừng quá hả? Mừng. Hả? Mừng không? Mừng, cho là lật đật đi mua liền, nắng giữa đây không có, nó cũng phải mua luôn cho nó ăn chứ, đâu có dám xài tiền đâu. À. À, mấy tháng này... Nè, chị ngồi trao đi. Mấy tháng này dịch đâu có lụm dưa chai được. Vậy hả? Là không có ăn con rén gì. Ồ. Dính nhút mà mua. Ừ. Ba Đa mặc áo vô. Đa qua đây ngồi chú nè. Đây áo bận vô con. Đa qua đây. Ngồi đây nè. Đây áo bận vô. À. Rồi không vậy giờ con đi học đi thi chưa Đa? Dạ chưa. Chưa ha? Dạ. Ừ. Rồi dép bữa muốn ông mang dừa không? Dạ. Dài đó. Mang. Ừ, mang dừa hả? Không vậy bác sang quá trời nhiều việc. Bữa nay tăng tiền một tuần là đóng 58 cả 85 ngàn ăn. À, cứ buổi sáng thì cho 15 ngàn đi vô ăn sáng chứ lại ăn cái đó là 85 ngàn là ăn đúng tuần. À. Rồi, mai lại bắt đầu đóng lại nè. Rồi cái tiền ăn sáng hàng ngày cái 15 ngàn không có, không phải cho đi học. À, rồi hôm giờ chị lụm với trai được không? Đó, 2 tháng dịch này lụm con đóng vô, đó chưa bán được đâu. Chưa bán được hả? Nhờ gạo ở bên người này cho ít, người cho ít, hôm đó giờ dồn lại cái miệng con ăn bậy bạ chứ đâu có tiền đâu mua đồ ăn. Để chuyến sau em ra ghé ở chạy người mùa Ninh Hòa. Em sẵn ghé ngang chở chuyện ít gạo để dành ăn. Cảm ơn. Trên xe có nhưng mà chiếc xe kia nó chạy trước rồi. À. Xe chạy trước nó về trước rồi. Rồi bây giờ xe này không còn gì hết. Sẵn tấp vô đây nhiều chuyện với chị nè. Con đang nấu gì đó? Nhờ chú Sang đợt này có ra cho ít thuốc khớp chứ lại viêm xoang mũi á. Thuốc khớp có. Ừ, có đem theo. Còn nhức chân chứ lại cái viêm xoang mũi á nó cũng bị. Thuốc khớp uống đỡ không? Đỡ. Nó không có khỏe không? Phỉ không có nhấc tay nhấc chân giặt nhiêu không? Nó cũng nhấc mình đều nhấc ít ít á, đi được. Vậy hả? Chứ mấy hôm đi là đi nó thốn, đi nó thốn chịu không nổi. À hả? Nhờ cái thuốc đó hôm đó giờ đỡ. À. Rồi, mừng quá. Thuốc là có, tí xíu nữa đem thuốc với lại thuốc bổ. Ủa thuốc bổ não của ba thằng Đa uống ngay còn không? Uống còn hộp phải không? Người còn hộp. Người còn hộp hả? Đầu chị vô trong lấy cái thuốc nhà coi. Ơi. Ơi. Hôm nay Đa nó cũng uống không? Có, cũng uống mà đừng uống lỡ dở. Không, đừng có cho Đa uống nữa. Anh ta nói cái này con nít uống ha. Chị uống nổi. Ừ. Lát lấy cái kia cho con nít uống được. Anh uống cái kia nhẹ hơn. Anh ấy mỏi mệt anh. Đúng rồi, đừng uống. Con đừng uống này nữa. Nha, lấy cái kia nó nhẹ hơn, cái kia nó ổn định hơn cho con. Tại cái lứa tuổi con nhỏ uống không được. Cái này dồn hết cho ba nó uống đi. Nha, cứ để ba nó uống đi, kỳ sau đem ra ghé đưa cho ba nó thêm nữa. Vì cái này dồn vô thì ba nó uống thấy ổn định không? Được. Được hả? Cái nhớ nó cũng còn nhớ.
Ủa giờ nó nhớ hả? Mà nó cũng lưng khừng hỏi nó không biết cái gì, nó lỉnh láng. Uống này nhớ không? Nhiều bữa đây uống cái này nó đỡ có trí nhớ. Ừ. Uống ngày 2 viên hay sao? Ngày 2 viên. À. Dùng hết rồi cho bà nó uống đi. Ngày cho bà nó uống. Còn lát nữa em cho chị thuốc khớp với thuốc của thằng Đa. Bà sang đưa. À, trời ơi tàu lửa nó chạy nhanh dữ vậy. À chạy nhanh lắm. Rồi có mua 4 triệu tiền gà về cái sao trúng cái cây dịch nó chết hết luôn, chết có tuần lễ nó chết sạch hết luôn, bây giờ đâu có dám mua lại nuôi nữa đâu, chờ mưa lớn mà mua gà chết hết hả? Chết hết rồi. Bao nhiêu tiền gà? 4 triệu chết hết luôn. Sao chết? Chờ dịch đó. Mùa dịch đó hả? Mùa dịch nó chết. Chú ý nó chết hả? Mua thuốc uống cũng lại. Rồi quay qua mua bò đi. Quay lại mua bò nuôi cho ra. Bò mua trước gà hay gà mua trước bò? Gà thì mua trước. Trước 3 ngày 4 ngày vậy á, rồi bắt đầu về thả nó chết hết luôn, nó thấy còn tiền thôi để mua bò cha nó. À. Mua 26 triệu là hai con đó, 26 triệu 500. À. Đó ta chừng hai con đó là còn dư tiền á, thừa tiền á mua 4 triệu tiền rơm cho chắc cho nó ăn luôn. À. Chứ bây giờ chúng chưa dám thả, tại không có cỏ, thả sợ nó đi luôn. Đúng rồi, thả không ai coi đi mất tiêu. Nó luôn là thằng Đa nó đi học á. À. Còn dư được nhiêu tiền? Hết luôn, trọn vẹn luôn, không còn dư đồng nào. Vậy hả? Bây giờ hôm qua là không có tiền ăn, mượn đỡ của ông ta, đỡ một triệu mua cá, mắm, đóng tiền trường cho này 2 tháng á. Ừ. Đâu có tiền nào. Đóng chưa? Đóng cứ tuần vậy, đóng đừng đóng à. Vậy hả? 2 tháng nay cứ tuần nào cũng đóng 85 ngàn hết. Vậy hả? Thôi lấy cái thuốc này để cho ba thằng Đa uống đi. Uống thuốc đấy khỏe không? Khỏe hả? Ủa già còn nhậu không? Giảm bớt rồi. Không có vụ giảm phải bỏ luôn. Không có nhậu. Mẹ mình đó không có tiền rồi nhậu làm gì. Rồi để tinh thần đó là còn dạy con mình nữa. Rồi phụ mẹ mình chăn bò nữa. Nha. Mình bệnh hoạn rồi nhậu nhiều quá không có tốt. Nó không có tốt cho cái não. Nha. Anh mà nghe lần nữa mẹ ra mà nói vô thăm mẹ, em nói mà hô là em còn nhậu nữa anh bỏ luôn, anh không ghé đây thăm á. Nha. Nhớ không? Anh ơi em ra ngoài em lấy hai hộp xanh bổ não. Đi xa mà. Hộp bữa. Cái này khỏi, cái này để cho em nó uống đây, uống cho gần hết thì mình cho thêm. Để cho thuốc khớp đây. Bên rồi thuốc khớp lấy 5 bịch thuốc khớp. 5 bịch thuốc khớp. Còn cái thuốc viêm son. Viêm son hả? Viêm son là lấy cái hộp mà cảm cúm chống độc á. Nhắm nhẹ mũi hắt xì. Cái mà không có chỉ đỏ đó. Hắt xì. Lấy 2 hũ cho chị. Lấy 2 hũ để dành ở đây cho hai cha con uống luôn. Cái này gắn để dành uống. Sợ cái khổ cái mình rứt ra cái này ít mai ít cái ăn hết tiền cái chết cha luôn á, thao đi chụp đi mua liền cái đâu có dám để đâu. Vậy hả? Vậy mình nhờ thằng cậu đi nó chỉ đi mua ra, dẫn đi mua mà cũng tàn nghiệp. Đi mua về mà cũng còn tiền không, nói thao cậu lấy đỡ 200 ngàn uống nước rồi, nói thao ơi chị khổ em có lấy của chị vô. À. Đi giúp tìm cho chị thôi. À. Họ đó vô đâu có đành bờ đâu. À. Ta mua ta coi ra vô giùm cho mình á. Rồi ngày chị mua được hai con bò cho mừng không? Mừng. Một sáng đêm nào cũng ra cho ăn chứ đâu có dám ngủ đâu. Ra cho ăn mà nghe chó sủa sợ ta dắt trộm nữa. Sợ cứ hay nghe chó sủa lật đật chạy ra mà bữa nào cũng phải đi chăm nó cho nó ăn. À. Cho nó uống nước để cho mau lớn nên mai mốt rồi sau này có sinh sản cho nhường đây. À. Chứ giờ sao nhờ cũng trong nhà vài nước cũng giúp mình cho mình vậy, Mạnh Thường Quân giúp là quá mừng rồi. À. Ăn thì không dám ăn. À. Như cái tháng này 32 tháng dịch này đâu có tiền ăn đâu. Ừ. Mẹ con cũng ăn mắm ăn muối rồi bậy bạ, mẹ con sao nó vậy là mượn của con cháu ra 2 triệu 1 triệu để đóng cái tiền trường cho thằng này mấy tháng nè, nó cho nó đi nó ăn á. Ừ. Còn thiếu nó 1 triệu giờ ráng lụm cho cha dồn lại hết là đáng trả cho cháu nó. À. Chứ mượn người ngoài thì không dám mượn. Sợ đổ nợ. Con không về con học được không Đa? Dạ được. Được hả? Dạ. Em cố gắng học giỏi đi nữa nuôi cha với nuôi nội. Dạ. Nha con hả? Dạ. Từ đó tới nay mẹ con nó lên trường kiếm con không?
Dạ. Mà sao bữa nay con như con đang nó ốm vậy? Nó đi học á, nó ráng học á. Ráng học hả? Học cái lại nói chung là cũng thiếu ăn. Vậy hả? Nó còn có tiền rồi, có miếng cá, miếng thịt. Bên này ta là bà cháu ăn với ớt, nước mắm không nhiều. Vậy hả? Đành học khổ một chút. Con gái ăn nhiều vô chút nha. Nấu cơm cho nó ăn chứ không có tiền mà cho tiền trường ăn hàng cả thay cả sáng, không có bữa có thì có bữa không á. À. Có bữa thì cho được 10.000, 5.000 còn không họ nhà bắt tuần này không có tiền cho. Nó cơm sáng cho nhà nó ăn rồi đóng tiền trường đi vô đó đóng cho ta ăn cơm trưa thôi rồi dám chiều về nhà ăn. Cho nên đóng là nhiều nhiêu? Cứ một tuần là 85.000. Tầng 85.000. 85.000 tiền. Chạy ra một tháng là 350 340. Trời, cứ bữa nào có tiền cứ cho 10.000 nữa, chạy tháng 600 mấy á. Mà hai tháng dịch này làm không ra tiền, không có tiền cho ảnh ăn. Dạ còn đi lụm như chai không? Cũng vẫn còn đó, còn giúp làng đắm á, gỡ về nhà con nhỏ. Để bữa nào ấy nhiều nhiều người ta đi bán. Đó hai tháng này dùng cái nào đó bán là đâu có đủ đâu, đâu như chai nó rỉ á, đâu có đủ bán được. Rồi con đi học mấy giờ với mấy giờ con về? Năm giờ mấy con đi. Năm mấy sáng hả? Dạ, bốn giờ về. 4 giờ chiều về? Dạ. Năm mấy sáng là con đi rồi, 4 giờ chiều về? Dạ. Giờ con đi bộ sao? Con đi bộ đâu, con đi xe. Xe đạp hả? À? Hay là nhờ ai chở? Con có xe đạp, nhờ... Nhờ người chở hả? Dạ. Ồ, vậy cũng đỡ. Rồi gắng đi. Ngày mai con mà đi chi khuya dữ vậy? Bộ xa lắm hả? Xa, trong Vĩnh Hảo lượng, thứ 7 lượng. Đây vô tốt ở trong Vĩnh Hảo hả? Đây vô xem 7 mình á. Con trai ơi. Rồi gắng học đi nha con ha. Dạ. Đi vô đó là hệ sợ đi trễ là đằng ta. Rồi ba cái đồ học tập con cần, con thiếu gì nữa không? Nói bác Sang để mấy mốt bác Sang có đi ngang bác Sang mua. Dạ. Không hả? Dạ. Con có cần thêm cái gì không? Dạ. Con có cần thêm cái gì không để chuyện học tập á? Dạ. Không hả? Dạ. Rồi con có biết là thi chừng nào thi không? Dạ, hai tuần nữa thi. Hai tuần nữa thi hả? Dạ. Rồi con có ở nhà làm bài sẵn không? Dạ, con có bài này làm đâu, cũng như đọc thôi. Ừ, chỉ đọc thôi. Dạ. Ừ. Nếu mà thi đợt này mà con mà thi đậu con lên lớp mấy? Lớp 3. Lên được lớp 3? Dạ. Giỏi, gán đi. Vậy là năm nay con lên con 11 tuổi. Con 10 tuổi. 10 tuổi thì nếu mà lên lớp 3 là năm nhau là 11 rồi. Dạ. Ừ, gán đi. Con gán cố gắng học cho nó thật là giỏi. Chỉ có con học giỏi thì con mới là cái người đứng ra đảm trách để sau này lo cho bà nội với ba con. Dạ. Nhớ không? Dạ. Rồi từ bữa mà có Sang lên thăm con tới nay mẹ con không đến thăm hả? Dạ. Con nhớ mẹ lắm không? Nhớ. Nhớ lắm hả? Dạ. Em con hay chị con gì á? Ừ. Chị con hả? Dạ. Chị hay em? Chị. Chị hả? Con có nhớ chị luôn không? Dạ nhớ. Ừ. Không biết sao mà bác Sang đăng cái clip này lâu rồi mà mẹ con cũng hay tin lại thăm con gì hết trơn. Thiệt tình luôn á. Có chồng có con. Có chồng rồi hả? Chồng có con rồi, người có về thăm này bên kia, tan cho về cũng tạo nghiệp. Ừ. Thôi kệ đi con ha. Dạ. Giờ nhớ mẹ, nhớ chị thì cũng gắng cố gắng. Dạ. Để sau này nữa con lớn lên nếu mà đủ duyên con sẽ gặp lại nha. Gặp lại chị con. Ừ. Chị với mẹ con nhớ ai nhiều nhất? Nhớ hai luôn. Nhớ cả hai luôn hả? Dạ. Tình luôn. Bây giờ bác Sang chỉ con nè. Ở đây dùng núi không à. Các vị chư thiên ở đây linh lắm. Tối mà con rảnh con cầu nguyện chư vị Bồ Tát, chư Phật mười phương, cầu nguyện ơn Đức Phật, các vị chư thiên giúp cho con khi để mai mốt con gặp được mẹ con với chị con. Dạ. Con nhớ không? Nhớ không đây? Dạ. Giờ bác Sang đọc lại ha. Dạ. Đơn giản là khỏi cần đọc nhiều. Dạ. Ừ, con phải dán là tên tuổi của con. Dạ. Ừ, tên tuổi con là tên gì? Hiểu không? Dạ. À, tên của con gì? Đeo tên gì? Rồi con xin cầu nguyện Đức Phật. Dạ. Con cứ cầu nguyện Đức Phật thôi được rồi. Dạ. Xin cầu nguyện Đức Phật cho con sớm gặp lại được mẹ con với chị con. Dạ. Đâu con nói là bác Sang nghe. Con giải tên tuổi con trước. Con tên gì? Con hàng để cái này em chỉ đơn giản lắm, nó cháu sẽ nhớ.
Con tên? Con tên Đa. Ừ. Bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Cầu xin Đức Phật? Cầu xin Đức Phật. Ừ. Gia hộ cho con? Gia hộ cho con. Ừ. Sớm gặp lại mẹ. Sớm gặp chị. Lại mẹ và chị. Dù chỉ một lần? Dù chỉ một lần. Nguyện cho lời nguyện cầu này sớm thành hiện thực. Nguyện cầu này sớm thành hiện thực. Đó, nó đơn giản. Con tin bác Sang. Tin bác Sang mà con cứ cầu nguyện Đức Phật hoài, mai mốt chắc chắn là con sẽ gặp lại được mẹ với chị. Dạ. Con làm, con đọc tự đọc một mình lại một lần nữa, bác Sang cũng nhắc cho con nhớ. Con tên trước? Con tên Đa, con 10 tuổi. Cầu xin Đức Phật? Cầu xin Đức Phật. Ừ. Giúp con? Giúp con. Sớm gặp được mẹ và chị? Sớm gặp được mẹ và chị. Ừ. Xin cho con sớm thực hiện lời nguyện cầu này được thành hiện thực. Xin cho con sớm. Xin cho con sớm. Xin cho con sớm đạt được ý nguyện. Xin cho con sớm đạt được ý nguyện. Ừ. Đọc lần nữa nha. Để bác Sang cùng nắm tay với con. Để bác Sang cầu nguyện với con. Đưa tay đây. Giờ đọc lại ha. Con tên? Con tên Đa, 10 tuổi. Ừ. Cầu xin Đức Phật. Cầu xin Đức Phật. Dạ. Giúp con. Giúp con sớm gặp lại mẹ và chị. Ừ. Dù chỉ một lần. Dù chỉ một lần. Xin ước nguyện này sớm thành hiện thực. Xin ước nguyện này sớm thành hiện thực. Rồi. Một lần nữa ha. Dạ. Một lần nữa nha. Dạ. Con tên? Con tên Đa, 10 tuổi. Cầu xin Đức Phật. Cầu xin Đức Phật. Giúp cho con. Giúp cho con sớm gặp lại mẹ và chị. Ừ. Dù chỉ là một lần. Ừ. Sớm thành hiện thực. Sớm thành hiện thực. Rồi, giỏi. Nhớ nha, lát nữa bác Sang trước khi về, bác Sang sẽ ghi lại cái câu này. Dạ. Con nhìn vô tờ giấy. Dạ. Mỗi đêm ghi lại bác Sang con cầu nguyện niệm Phật. Con sẽ sớm gặp được chị con với mẹ. Dạ. Con nha. Con tin tưởng vào Đức Phật, tin tưởng vào mẹ Quan Âm. Dạ. Thì mọi thứ sẽ thành hiện thực nha. Dạ. Nhớ điều đó. Chị gắng cố gắng niệm Phật nhiều vô. Đêm nào cũng niệm hết đấy, trái mẹ Quan Âm với niệm Phật. Ừ. Nhiều ngày đêm nào cũng nhiều, đi xách cái bao đi cũng vẫn niệm Phật. Phải niệm Phật chứ, cho mình đi cái đoạn đường cho đứa bình an. Cái xe bên đây nó chạy hỗn lắm. Ừ. Cho nên lúc nào xách cái bao đi là cũng niệm Phật đó. Chị gái niệm Phật nhiều vô, đi đội nón vô để nó nắng. Có chứ, con có nón. Ừ. Chị niệm Phật xong rồi chị nhớ dạy thằng Đa cho nó niệm. Đêm nào hai bà cháu cũng đu lên cái giọng đó, rồi bắt đầu hai bà cháu niệm Phật. Xong rồi nó hỏi, ủa chứ nào niệm Phật chi vậy, nó niệm Phật cho Phật hộ cho mình chứ. Cái nó dạ. Nó cũng lâm châm trong miệng mà không biết nó nhai cái gì. Con nhớ bà nội chị con là đúng. Niệm Phật đi. Cái niệm Phật, nằm đêm hay niệm Phật. Nhiều mai mốt con sẽ được hạnh phúc. Con hiểu. Hồi đó bác Sang cũng khổ lắm, bác Sang cũng đi niệm Phật. Niệm Phật thì biết rồi bác Sang nó có được cái sự an vui. Con hiểu không? Ba anh Đa nè. Nghe nói ông Đa, ba anh Đa. Với mỗi ngày không có suy nghĩ về người vợ nữa, không suy nghĩ chuyện đau buồn nữa ha, để mà mình tỉnh, luôn tỉnh táo, luôn tỉnh táo để mà phụ mẹ mình. Dù mình làm không được nhưng mình ngồi coi coi bò, trong coi bò con chiều tối nó đi học về nói chuyện với con nhiều hơn, tâm sự với con mình nhiều hơn. Em nhớ không? Nhớ không? Ừ? Em tên gì rồi em nói cho mọi người nhà biết ha, em tên gì? Nói lớn lên. Em nói lớn lên. Em tên Hải. Hả? Tại sao mà em không chịu bỏ nhậu? Hả? Hải? Chuyện quá khứ rồi cho nó quên đi nha em nha ha. Đừng có nhậu nữa.
nghe nói không Hải, nhớ nha, nó đi vào quá khứ rồi. Cái cần trước mắt em suy nghĩ tới người mẹ của em. Người mẹ của em tẩu tần đi lụm từng cái lon với chai để mà về mua em với con em. Còn khi em đã bị tai nạn thì vợ em cũng đã hết duyên, đã bỏ em ra đi rồi, dắt thêm một đứa con gái đi rồi. Còn lại may mắn thay cũng còn lại cháu Đa lại với em. Thì nó cũng là một cái niềm an ủi cho em rồi. Thì hãy gắng cố gắng trân trọng cái tình yêu thương của người mẹ dành cho mình. Đừng có suy nghĩ về người vợ nữa nha em nha. Mấy lần trước rồi lên thì thấy em cũng bơ phờ quá, kỳ này lên cũng thấy em tươi tắn ra, anh cũng mừng cho em. Nhưng mà em hãy gắng cố gắng hết sức, đừng có mà đi vào cái chuyện mà nhậu nhẹt để tự làm khổ mình, rồi khổ cho người mẹ già này nữa. Người mẹ già này cũng đã cực khổ quá rồi, nhớ không Hải? Đừng để mẹ mình cực khổ hơn nữa. Thật ra mình đau khổ suốt như vậy mẹ mình cũng đâu có vui đâu, có đúng không em? Tìm thử ra hãy nghe lời anh. Cái điều em cần làm nhất là hãy biết quan tâm sức khỏe của mẹ mình. Vì bây giờ con của em thì quá nhỏ, em thì bệnh tật, bị chấn thương còn có nửa cái sọ à. Tay thì liệt hết bên kia rồi. Đó. Rồi một mình cái người già này, người mẹ già này phải tảo từng dầm nắng dầm mưa, phải đi lụm từng một cái lon ve chai mà để về nuôi cho em, cũng như là nuôi cho con của em là cháu nội của mẹ em. Thì gắng cố gắng, đừng bao giờ mà mua rượu về nhậu một mình như vậy, nó không có tốt cho sức khỏe mình. Lỡ mình có chuyện gì mẹ mình sống sao đây? Đã một lần là chết đi sống lại rồi, mẹ mình cũng vất vả quá trời rồi. Đừng nên mà mình để mình phải gục ngã thêm lần nữa. Nếu như mình gục ngã thêm một lần nữa thì chính mình lại lại hại mẹ mình á. Hãy nhớ không? Đừng làm mẹ buồn nữa nha Hải ha. Cái chân hồng mấy ngày nay cứ nhức chân. Nhức lát lấy thuốc khớp cho nó uống luôn. Em gửi hôm nay 5 bịch thuốc. Uống hoài. Nhức. Uống hoài luôn không? Ẩn ơi, nó đem quyền bao luôn không? Còn được thuốc, còn khớp, còn nhiêu đưa đây em cho coi. Chị cũng gắng cố gắng đi chị dành. Nha. Gắng chứ, gắng nuôi cha con nó bắt đầu hồi tháng đó chứ. Giờ mình cứ không có nữa, cứ 4 giờ rưỡi là xách cái bao đi. 6-7 giờ về. Rồi ai muốn giặt quần, giặt áo thì cho người ta giặt. Rồi bữa nay đã có mấy giặt thì mình cũng thua. Cho nên cũng phải ráng. Thuốc khớp hết luôn rồi. Còn bao nhiêu đây à? Thôi chị lấy đỡ bao nhiêu đây đi. Cũng được nhiều á. Chị lấy đỡ nhiêu đây đi để chuyến xa em ra em gửi thêm. Cảm ơn. Rồi. Đây. Đây có uống là mừng rồi. Đây. Sáng gói chiều gói đây nữa nè. Này là Hải giữ này Hải. Khớp nè, đầu chân nè, nhức chân nè. Cái này nè. Bữa má uống cái này đỡ nè. À. Cái này chị với Hải uống chung. Còn hai hộp này chị với anh Đa. Hai hộp này khỏi cho Hải uống. Hải uống cái này mạnh hơn, nó giúp cho cái trí nhớ của con Hải. Nó uống cái này nó đỡ nè. Đúng rồi, cho Hải nó uống hai cái này dùm cho em ha. Cái này chị với lại Đa uống được nè. Cái này nó giúp cho chị chống đột quỵ đồ luôn, nó bổ não nha. Chị đi nhiều quá, đi nắng độ này cũng rất là nguy hiểm. Sáng uống viên, chiều uống một viên. Rồi lần sau em ra em cho thêm. Tại vì em đi không dậy giờ có tuần lễ em cho hết trơn sạch thuốc, em chở nguyên một xe thuốc hết trơn rồi. Bữa đi gặp đi ra tới ở quầy ấy luôn mà. Thằng Đa với chị mà có cảm cúm ho đổ này kia nọ đó ha. Sẹn sổ mũi á. Sổ mũi đâu nó luôn. Cảm hay sổ mũi á. Cảm cúm sổ mũi á. Uống lần viên. Uống một ngày thì chỉ 2 viên thôi, không uống nhiều. Sáng viên chuyện viên, kêu Đa nó đọc trong này, Đa mấy chữ nè, con đọc nè Đa. Cái chỗ liều dùng nè Đa. Con thấy không? Con đọc cho bác Sen nghe coi. Ngày uống 2 viên. Ừ. Hai lần. Ngày uống 2 viên.
Ngày uống 2 viên, mỗi lần uống 1 viên đúng không? Mỗi lần uống 2 viên. Rồi cái đó là người lớn. Còn con thì uống viên thôi. Nha. Đó. Thì nhớ. Cái này để dành ví dụ đau, bệnh tật, ốm đau, sổ mũi, cảm cúm độ này. Với lại mà nó trúng gió trở trời, nó ăn đồ gì mà dính độc độ này kia, nó cho nó uống vô. Kêu ra chị đọc được mà đúng không? Được. Đọc được chị coi cái công dụng của nó là sử dụng rồi cái gì, rồi chị nhớ coi nó bị cái gì cho nó uống. Còn riêng cái thuốc này không cho con đau uống nữa, chỉ cho ba nó uống thôi. Cho con đau uống này để nó tăng thêm cái trí nhớ này, cái bộ não nữa này. Đó. Rồi chắc em gửi cho chị ít tiền để mấy bà cháu, hai bà cháu với lại con trai chị này mà rau hả? Đau không? Đi mổ nóc mà đâu có tiền đâu đi mổ. Nó nhức cái hả? Nhức cái trong chợ rẫy. Nhức cái này hả? Ừ. Nóc nó nằm ở trong đó. Thì nóc hả? Ừ. Thì đúng rồi, thì bây giờ á là cái điều quan trọng không có nhậu nữa. Nó còn cái cây nóc trong đó. Hiểu không? Nay được bao năm chưa? 6 năm là. 6 năm rồi đúng không? Là chưa đi lấy ra hả? Đâu có tiền đâu đi vô lấy ra. Giờ để khi nào nó cỡ tháng 9 tháng 10 em dặn đi. Rồi em báo chị biết rồi để mà dắt đôi chổng để mà giúp cho để được mổ lấy cái nóc ra. Lấy nóc ra. Nhưng mà phải nghe là anh không được nhậu nữa nha. Tại vì mình nhậu vô nó sẽ làm cho mình đau nhất nữa. Nha. Nên uống cái này đi. Uống cái thuốc mà em đang cầm á. Em uống cái đó giờ đỡ đau không? Hả? Không. Uống đó không đỡ đau luôn hả? Ồ, tại vì nó kẹp cái dính cái cây nóc ở trong đó, nó nhức vô tới xương khi trời lạnh đúng không? Trời lạnh là nó nhức đúng không? À. Nhưng mà nghe là anh làm không được nhậu nha. Đây em gửi cho chị thêm ít tiền để mà chị đóng thêm tiền cho ngàn đa. Với lại nhà mua gì ăn. Tại em dở trên xe em hết chân đồ rồi. Em gửi chị 5 triệu nè. Giữ đây để dành đó, để mà xài. Rồi với lại mua gì cho thằng Đa nó bầu bổ vô vô thêm. Ừ. Với lại coi chạy vô đóng tiền cho nó, tiền ăn ở trong trường ha. Đóng tiền cho mượn đó, mượn con nhỏ 1 triệu lắm 2 tháng á. Ừ. Lắm 2 tháng ăn á. À. Rồi cái này tiền này là của anh Đông với là chị Liên ở nước ngoài. Anh Đông chị Liên gỡ đây cho con cho em. Cảm ơn anh chị đó luôn á. Ừ, anh Đông với lại chị Liên. Giờ cũng ở đây tôi không biết gì hết, nhưng mà giờ nói chung ra là chú Sang với lại mấy chú ra đây là cho đưa 5 triệu đây là cũng nhờ cảm ơn anh Đông với chị Liên rất nhiều. Giờ tôi cũng khổ quá mà giúp được lúc nào thì tôi mừng lúc đó. Nói chung là bữa đó là trong nhà vài nước á. Chứ Mạnh Thường Quân á, cho số tiền đó là tôi cũng mua được 2 con bò. Chứ 4 triệu tiền gà mà chẳng qua xui quá thì gà nó đã chết hết. Giờ còn lại 2 con bò. Mẹ con bữa đó do dịch đó làm không có ra tiền. Ăn rồi giờ cũng có sao nó vậy, cũng ăn cùm mắm muối rồi bậy bạ. Rồi bữa nay chú Sang là cho được mấy triệu thì mừng để đóng tiền học cho cháu. Cũng cảm ơn cái anh chị gì á, chị Liên, anh Đông. Anh Đông á, rất cảm ơn nhiều. Giờ khổ quá, giờ cho được lúc nào mừng lúc đó, chứ cái dịch vừa rồi không có làm được cái gì mà ra tiền hết ấy. Ăn toàn là mẹ con ăn mắm ăn muối rồi bạn bà nhờ gạo được vừa rồi cho thì ăn, bữa nay cũng sắp hết rồi thì cũng bữa đóng tiền học cho cháu cũng có cũng mừng đó, của cháu 1 triệu. Bây giờ lát đây bữa nay cho tiền thì gọi là 1 triệu cho cháu nó đóng tiền cháu cho cháu học 2 tháng á. Giờ cũng rất cảm ơn nhiều. Thôi chị cũng gán đi để qua tháng 7 hình như cũng cỡ đầu tháng á, cỡ từ 5 tay tới 10 tay chắc có lẽ em có cái chuyến đi ra Ninh Hòa để giúp cho 230 người mù á. Thì nếu em quay vô em đi ngang để em gỡ đây cho chị ít gạo để dành để ăn. Đã nhờ gạo hôm đó chưa, nhờ mẹ con ăn nhờ gạo đó cho. Hết chưa? Bữa nay chắc cũng còn 5-3 bữa nữa hết à. 5-3 bữa hết à. Thì chị cứ lấy cái tiền mua gạo ăn đỡ đi. Thì đó, giờ mua gạo ăn đỡ. Mua đỡ vừa đủ ăn thôi. Thì tới cái bữa đó em chở gạo ra.
gửi cho 200 kg gạo để dành nó mà ăn. Cảm ơn. Nha. Rồi cái ba cái rơm á, chị coi rảnh nhờ ai đi hỏi mua chỗ nào rơm cho nó rẻ một chút, mà rơm mắc quá nó bỏ cũng rơm, kịp nổi. Rơm nó 30 ngàn một bó như vậy mà không có rơm không? Không có rơm luôn hả? Không có rơm, nặng lý tại nắng hạn á. Chứ mấy năm á thì không có nắng hạn thì chỉ có 25-20 ngàn à. Hôm bữa nó chữa ra cho mình là 100 mấy chục bó á, là 4 triệu mấy á. Mua cho nó ăn mà cái chứ. Chuồng chị đóng vậy em thấy nguy hiểm, sợ nó dắt tiền cái chết luôn á. Bây giờ không có tiền á, mình đóng tạm để cho nó ở chứ nay mai có tiền á thì mua lưới bê ống mưa rào lại đàng hoàng chứ. Chị lấy tiền này mua lưới đi. Bây giờ không nhờ, có tiền, không có tiền. Nhờ thì... lối xóm người ta lại nó đóng giùm. Thì ở nhà thì nhờ người ta đóng cũng được, mà giờ chưa có tiền mua lưới, lưới nó mắc quá thì mua cũng đâu có. Lưới nó bán mấy chục ngàn, 25-30 ngàn cái lưới. Bây giờ cái chuồng đó mà rào hết cũng còn cả 100 thước. Xung quanh đó còn cả 100 thước lưới. Vậy hả? Đâu có tiền. Có tiền thì mình làm lại đàng hoàng hết, mua lưới rào nó ngon hơn chứ. Giờ không có tiền. Lưới gà rộng rãi rồi nó trong đó nó đỡ bệnh đúng không? À, nó đỡ dịch, đỡ bệnh. Bây giờ không có phải cho đỡ nó ở đỡ vậy chứ. Bữa cũng đâu có tôn đâu, xin tôn đầu này miếng đầu kia miếng về góp lại làm cái chuồng á. Vậy hả? Đóng được cái chuồng đỡ cho nó ở cho chi mưa. Giờ nắng vậy chú sang thấy ông rừng khô có cháy đâu dám thả. Phải cho nó ăn hàng ngày rôm không, cái thả ra thì không có cỏ, đến đường nó đi miếng, đi tìm cỏ thì cỏ ở đâu cho ăn. Nó khổ vậy, mua thì mừng. Đó, mà cực cái thức ăn của nó thì bây giờ phải cho nó ăn rôm. Rôm bữa nay không có rỉ đâu, rôm bữa nay tại đồng khô cỏ cháy đâu có rôm rỉ đâu. Rồi ráng cố gắng đi. Để kỳ sau em có ra, em hỏi ba cái vụ lưới rồi này kia nọ, coi nó bán bao nhiêu một mét. Bán thước. Đăng ký. Đó. Là đăng ký. Không hỏi trong Sài Gòn á, tại vì sao em đi ra em mua, em đi bằng xe tải. Không à. Em đi xe tải, nếu mà rẻ em mua quăng xe tải. Em ở đây là bán 30 ngàn một ký. Lưới 30 đúng không? Đó, lưới đây nè, 30 ngàn một ký. Thì lưới 30 đó đó. Ở đây thì nó bán vậy, còn chắc Sài Gòn thì nó rẻ. Thì nó bán mắc lắm. Tại em mua trong Sài Gòn nó rẻ. Để lần sau em coi, nếu mà anh chở ba cái gạo mì rồi để đem ra cái chỗ của chợ Ninh Hòa nè, rồi cái cha dỡ gạo mì rồi xe tải mình đủ để mình chở tới lưới nữa không ta? 200 thùng, 230 thùng với lại đủ rồi để em mà hỏi cho. 100 thước lưới nó gọn lắm. Nó cuộn lại mà. À, nó cuộn lại gọn lắm, 100 thước gọn lắm. Thì để em hỏi cho, em hỏi mua trong chợ Kim Biên nó rẻ lắm, trong Sài Gòn á. Cảm ơn cậu nhiều luôn. Cô chủ yếu là làm cây trái đi. Cái đà ngang á thì cô mua những cái cây gỗ cô về cô đóng thôi. Cô đóng trụ cô làm là chủ yếu là cây trái cho nó chắc. Đó, mùa gió này phải chủ yếu làm trái rồi giờ làm đỡ cho nó ở e thờ. Còn nay mai mà về có làm á là mua trụ đây nè, mua cái đây nè. Đó bắt đầu đúc bằng xi măng á, đổ sắt đúc bằng xi măng làm kiên cố luôn cho nó khỏi gãy trụ luôn. Đó là chỉ làm đường đó. Cái vấn đề nuôi bò đó thì con. Đó là phải như vậy á. Còn bây giờ không có là hồi đó cái chuồng bò này hồi xưa của người ta xin đất á, người ta làm đỡ. Chị lấy cái tiền này nè. Mai kêu người ta làm trái làm đầu đi. Rồi lưới em mua cho. Nha. Lưới em mua để em dành xung quanh lại cho. Đó bây giờ cái trái thì nhưng mà chị nhớ kêu người ta thì bây giờ làm bề ngang nhiêu dài nhiêu, chị định như là làm cái chuồng bề ngang nhiêu dài nhiêu để em tính cái chuyện mà mua lưới bao nhiêu đủ. Thì bây giờ cái chiều ngang nó cho 5 mét đi. Ngang 5 mét. Chiều dài 8 mét. Dài 8 mét. Đúng không? Dài 8 mét, 8 mét nhân 2 nó thành 16. 5 mét nhân 2 nó là thành 10. Rồi là cõi chạy ra 26 mét. Mà chiều cao. Chiều cao 1m6 rồi. Thì trong 1m6 đúng không? 1m6 cho nó cao. Rồi thì em biết cái số lượng đó là để em mua. Đó nhờ, nó cũng cả mấy chục mét đó. Giờ phải đi mua trụ đây. Đi mua trụ đây là... Cho lập cái lá, lập chòi gì đó. Không, cái tôn đó là để vậy luôn. Chứ bây giờ mình chỉ là đúc trụ theo quanh hết rồi mình kéo lưới thôi. À, nhưng đó. cho nó hàng mấy cái xương để mình nữa mình cột lưới vô. Để đó, bây giờ không có thì mình mua cây mình cặp. Cho người ta chấm hàng luôn. Mua cây cặp thế vậy chứ bây giờ tiền đâu mà mua sắt, sắt mắc lắm. Hả? Kiếm cây cặp à, cặp theo quanh rồi mình kéo lưới qua luôn. Để nhờ có mấy cái trụ này để giữ đường lưới rồi á. Biết sao không sợ đó, chặt cây đâu, sợ không chặt được nó cạy, nó dắt bò đi nữa. Làm mà có chuồng có cổng rồi lại là đêm mà mình phá lại chứ, lấy chưa phá lại chứ. Phá như bằng cây nó dễ, như cậy hơn bằng sắt. Đây, đây có lạc đó.
đeo cái lục lạc vô. Đeo cái chuồng vô nó cũng tháo. Mình đeo nó cũng tiếng kêu. Có nó kêu. Mà để bữa nào để mua cái chuông về để đem ra. Đâu. Nhưng mà quan trọng là chị nghe em đi làm mấy trụ sắt này cho nó cứng. Tao phải làm sắt này không nhiều đâu. Đổ cột xi măng á, đổ trụ đây. Làm để ống sắt đi. Nghĩ nhiều đây chắc cũng đủ á, ngắn nhất cái này ra đi rồi coi bữa đó làm nhiêu rồi em tính tới cho chị em giúp cho. Thì bây giờ em sẽ chở lưới ra. Thì bây giờ phải đường nào phải mua trụ đây nè. Dạ. Trụ đây là nhà được kia rồi 70.000 cây á. Này cái trụ phi 90 này á là một cây. Cây của nó là 6 mét nay nó cũng là 400 mấy ngàn cây rồi. Đó là 400 mấy ngàn cây. Cây 6 mét á. Thì bây giờ phải mua. Cây 6 mét thì bây giờ mình mua á là cái chuồng ví dụ mình làm cao 2 mét đi. Nó phải cao 2 mét. Cao 2 mét đi, 2 mét thì bây giờ chị tính đi 2 mét thì bây giờ đưa ra 4 trụ nó là 8 mét. Bây giờ nếu mà chị mua 2 cây nó là 12 mét đúng không? 12 mét thì chia ra làm 4 cây. Thì món cây 3 mét thì năm tấc cho chị đổ bê tông cái chân. Đổ cái chân, đổ đế chứ. Rồi mới trồng cái cây này vô. Thì có cái cây nữa rất là chắc. Rồi lúc đó mình về cái mình lấy cái lưới mình gạo xung quanh mình chấm hàng vô luôn nó chắc. Chắc mà nhưng mà giờ tiền đâu mà mua sắt, mua nợ cái trụ. Bây giờ hai cây nó hết 1 triệu bạc rồi, cho 1 triệu đi. 1 triệu chứ mà 4. Hai cây là mình chắc là 4 cây á. Hai cây dài này nè. 4 cây 3 mét. Được 4 cây mỗi cây 3 mét đó. Hai cây nó là nhập đâu là 12 mét. Cây 6 mét. Nguyên cây dài của nó là 6 mét đó. 6 mét là nhất. Tại tụi em mua sắt mà tụi em làm cất nhà cho người ta hoài em biết mà. Rồi chị mua mới xương ngang nữa. Chị mua cái cây vuông 3 năm sắt kẽm á. Mà mua nhớ mua sắt kẽm hết nó không có xét. Nha. Đó thì mua thêm nếu mà chuồng 8 mét thì chị mua 10 cây 3 năm mỗi cây 6 mét là đủ làm cái xương. Thì một cây nó là 250, 10 cây 2 triệu rưỡi là 4 cái hai cái cây dài nữa là cho 1 triệu nữa đi là 3 triệu rưỡi. Đó. 3 triệu rưỡi thì chích ra mấy trăm ngàn nữa là chị kêu người ta hàng. Cứ làm 5 triệu này em nghĩ có đủ không thiếu nhiều đâu, nếu mà thiếu là chị báo em. Nha. 5 triệu này để trả cho con nhỏ kia. Trả hả? Phải trả cho nó cho mượn tiền đóng học mà chưa bán gì chai. Thì bây giờ chị cứ trả đi rồi mua cái trụ chờ dựng được tới đâu em chỉ tới đó. Nha. Dư sức mua được cái trụ. Mua được 4 cái trụ. Thì mua 4 cây, 4 cây này cắt ra. Chị lấy chị nó trả đi. Nha. Rồi lưới em chở ra, lúc đó em chở ra rồi em sẽ đi kêu thợ hàng lại để làm cho chị luôn. Không, hàng ở đây thì nhờ thằng cháu nó hàng cũng được. Ở đây có bán cây tràm, cây dầu gió gì cỡ này không? Có bán cây đó, nhưng mà... Mua làm cái cây đó nó tốt hơn. Mua cây tràm cũng được, nữa, cây tràm nó chắc. Cây tràm, cây bạch đàn á. Bạch đàn cũng chắc lắm. Ở đây cây bạch đàn á, không mưa là nó hư hết rồi, vừa rồi dỡ ra bỏ hết rồi. Vậy hả? Nó hư hả? Hay có mưa vô là nó mục à. Vậy hả? Mưa vô nó mục. Thì giờ nếu vậy mua 4 cái cây đi, cưa ra làm chôn chân làm đổ xi măng vô. Làm trước cái đó đi em chở lưới ra rồi tính tiếp nha. Bây giờ mua 4 cái cây là phải mua 2 bao xi măng. Mua 2 bao xi măng về rồi ở nhà có sắt kìa. 2 bao xi măng thì bao của nó có 80 ngàn bao. Bên kia người ta cho được phanh sắt á, mình lấy phanh sắt đó mình làm cái râu để móc cái vàng đồng tay lên á. Bây giờ mình làm. Rồi, vậy đi nha. Rồi em chở lưới ra lúc đó em tính tiếp. Nha. Dạ thôi bác Sang cũng về nha. Dạ, cảm ơn bác Sang. Rồi. Nhớ ăn kem cơm nhiều vô luôn nha con. Dạ. Cầu nguyện Phật, niệm Phật nhiều vô nha. Dạ. Để xin Phật giúp cho con sớm gặp được mẹ nha, với dạ. Chị nha, nha đa nha. Dạ. Thôi, chúc chị nhiều sức khỏe. Cảm nhớ ơn, nha. Cảm ơn các cháu nhiều. Dạ. Cảm ơn trong nhà. Về nha hãy, gắng cố gắng nha. Quyên chở đi mấy bao thuốc tới nay đi mấy ngày về hết sạch luôn nè. Đó. Thuốc mà đem mấy trăm bịch thuốc á mà không còn cái gì luôn á. Thuốc còn bao không không? Mà bữa nay bệnh nhiều nhất tay, nhất chân, nhất khớp rồi bệnh nhiều lắm. Nay con giữ bao để nhà bà nội làm gì làm. Thôi chúc chị với lại gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi qua tháng 7 em ghé lại, em mua lưới em đem ra. Còn vụ mà giờ khoan giếng cho chị thì không được rồi. Không ai khoan được á. Không được đâu, ở đây là nó đá bàn không à, khoan không nổi. Đựng nước rồi chứ còn không được đâu. Rồi. Rồi gắng cố gắng nha. Ở đây không có được nước sạch.
Con sang đi nha. Ở đây nước nó bán nước cho mình là nước mặn ai xài cũng đâu được rồi. Đâu. Chứ mua rồi, nước lọc nha. À. Ok. Còn có nhậu nữa nha Hải nha. Nghe là anh nha. Thôi, Tám Sang cũng xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Bữa nay là ngày 18, 19 tháng 6 vừa quên rồi. Đó, cũng giờ là mon men đi về tới đây Vĩnh Hảo để ghé vô không phải Vĩnh Hảo nữa, đây Cà Ná. Đây Cà Ná chị dành. Cà Ná. Đây Cà Ná vô cái dãy núi Cà Ná để mà để gặp gia đình chị Danh để thăm lại. Chị Danh cũng nói chị rất là mừng. Nhờ cái số tiền Mạnh Quân cho chị mua được 2 con bò. Giác mua nuôi bò hết trơn rồi, chị mua gà thì gà chết. Xui chị nói xui quá. Rồi gà chết. Thôi cũng gắng cố gắng mừng. Chị mua nguyên một nhà gom 4 triệu đồng, nguyên một nhà gom quá trời để dành cho bò ăn á. À, cơm có ăn, giờ phải mua 4 triệu đồng cho bò ăn. Thấy tội nghiệp không? Đó, nguyên nhà cả đống á. Đó. Thì thôi cũng chúc mừng cho chị. Chị có mơ ước cũng có được cái 2 con bò để làm tài sản để cho cháu sau này. Giờ ở trong vùng núi mà, vùng quê mà, người ta đâu cần cái gì nhiều. Mà chị cũng chỉ cần có 2 con bò gọi là cái tài sản là quý giá rồi để dành cho cháu nội sau này. Hiện nay chị ước mơ chị cũng thành thật thì mong rằng 2 con bò thì mai mốt chị cũng làm giống liếng. Bây giờ Tấm Sang xin phép được chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở cái lần sau Sang ghé cho chỗ chị Danh. Sang mua mấy cái lưới rồi gửi chị để chị làm cái chuồng. Chị nói chưa, chị nói sợ rồi tối mất bò mỗi lần nghe kêu lặt đặt chạy ra. Đó. Công tình mua Mạnh Thường Quân cho được nhiêu đó tiền làm tài sản mà là lo lắm chứ, lo ăn không được ngủ không được luôn mà mừng mà lại lo hãy chó nó sủa lật đật chạy ra cái cho ta vô ta dắt trộm chết cha luôn. Mua 4 triệu tiền gà thả vô nó chết ngẫm hết luôn. Được không còn con là rồi vậy nha. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị. Rồi đó là ăn mà